tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý Thị trường và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cần phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tấn công vào những trung tâm đầu lậu, những điểm nóng, trọng điểm. Trong thời gian qua, tình hình gian lận thương mại phát triển theo chiều hướng rất tinh vi và phức tạp. Vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, nổi cộm nhất vẫn là các nhóm mặt hàng thực phẩm, vật tư nông nghiệp, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, vân vân. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tuy nhiên những kết quả đó còn nhỏ so với yêu cầu của thị trường. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường cần nghiên cứu sâu, phân tích và rút ra những định hướng và biện pháp, giải pháp để làm tốt trong các vụ việc tiếp theo, cần đổi mới cách thức, phương thức quản lý thị trường, tập trung vào những tổ chức đã thành hệ thống. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng cần rà soát, đánh giá lại hoạt động công vụ, tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến kiến thức cho các công chức thực thi nhiệm vụ, đưa ra những phương thức mới trong hoạt động quản lý thị trường để đảm bảo được hiệu quả trong đấu tranh chống buôn lậu và chống gian lận thương mại cũng như nạn hàng giả.